câu lạc bộ phường Tân Nhân Phú B với bài dự thi Người Mẹ Bạc Liêu. Chúc mừng phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quốc Đồng đến từ câu lạc bộ phường Tân Nhân Phú B. Tiếp theo sẽ là phần dự thi của thí sinh Nguyễn Minh Châu đến từ câu lạc bộ phường Tân Nhân Phú B với bài dự thi Bùa Hoa Đào, soạn giả Việt Sơn. Và thí sinh Phạm Thị Ốm đến từ câu lạc bộ phường Trường Thọ chuẩn bị. Bùa Hoa Đào. Sáng xuân nay tôi ra thăm Hà Nội, như chiếc lá xa cành về gọi người ơi. Hồ Gươm đây gương mặt chân sang người nhặt cánh đào rơi. Trong vàng
kẻ tình si cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng mà chỉ bâng quâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ dưới được chúc mừng Phương Dương.